Chiều ngày 26 tháng 11, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Uông Bí tổ chức chương trình May mắn ngập tràn, vạn dặm bình an. Tham dự có diễn giả Joanna Hạnh Nguyễn, bà Vũ Thị Lan Hương, Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Uông Bí cùng 150 khách hàng thân thiết của công ty. Trong chương trình, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Uông Bí đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng, bao gồm chi trả đáo hạn, chi trả quyền lợi nằm viện, bệnh hiểm nghèo, tử vong. Diễn giả Joanna Hạnh Nguyễn đã chia sẻ đến các khách hàng chủ đề sống là đầy yêu thương, phân tích khái niệm giá trị yêu thương trong cuộc sống để mỗi người biết trân trọng, yêu thương bản thân và gia đình, có những hoạch định tài chính cho tương lai bền vững. Trong phần quay số may mắn, 5 khách hàng của Bảo Việt Nhân Thọ Uông Bí đã được nhận 5 phần quà tổng giá trị 50 triệu đồng, gồm một xe máy, một máy giặt và một nồi chiên không dầu. Chương trình May mắn ngập tràn, vạn dặm bình an do Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Uông Bí tổ chức nhằm tri ân khách hàng dịp cuối năm 2022, góp phần để Bảo Việt Nhân Thọ đến gần hơn với từng gia đình Việt Nam.